Xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Nghĩa Hạnh. Vâng, clip của buổi tối ngày hôm nay, cô chủ shop sẽ thông báo cho quý khách hàng có hai chiếc đài mới về, một chiếc đài Sharp GF919 và bên cửa hàng có về thêm một chiếc đài mini nhỏ xinh là chiếc đài Sanier U4 có gam màu xanh. Để quý vị và các bạn đang theo dõi kênh và biết bên cửa hàng có những sản phẩm gì về, quý vị và các bạn có nhu cầu đặt hàng, hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Nghĩa Hạnh thì ở tại Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Nghĩa Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, sau đây cô chủ shop sẽ quay chiếc đài 919 và test cho quý vị và các bạn nghe và sẽ báo giá cho quý vị và các bạn chiếc đài này nhé. Rất là đẹp luôn ạ. Vâng, cửa hàng đang test ở đây để quý vị và các bạn có thể được nghe. Tất cả thì vẫn hoạt động hoàn hảo, ok ạ. Vâng, đây cô chủ shop sẽ quay chi tiết để quý khách hàng có thể cảm nhận và đánh giá độ đẹp của sản phẩm để quý khách hàng có thể chốt đơn. Chiếc này thì cô chủ shop ngày hôm nay sẽ báo giá cho quý khách hàng là chiếc đài này giá 15.500.000. 15.500.000, một mức giá cực kỳ là yêu thương luôn với chiếc đài đẹp như thế này ạ. Tất cả thì núm nút này, sạch đẹp này. Đây, phía bên trong đây ạ. Đấy. Zin đẹp luôn nha, zin đẹp luôn. Và một mức giá chưa từng thấy từ trước tới giờ. Những chiếc đài bên cửa hàng âm thanh Nghĩa Hạnh cung cấp, quý vị và các bạn biết rồi, đều là những chiếc đài đẹp. 15.500.000, các bác đã sở hữu được một chiếc đài to khủng và huyền thoại như thế này. Rất là hay và đẹp luôn nha. Cửa hàng sẽ quay để quý vị và các bạn được nghe và được test cho quý vị và các bạn đây ạ. Hai đồng hồ vu hoạt động hoàn hảo này. Công tơ mét này. Radio thì tại thời điểm này là quá giờ rồi. Không có hề bị dập vỡ đâu cả. Rất là đẹp luôn. Giá yêu thương chưa từng có luôn đấy ạ. Đẹp luôn. Trên đồi như thực mà như mưa, nghe câu quan họ em trao duyên, xôn xăng ở một vùng đất đỏ, gặp em đây lòng anh muốn ngỡ, giờ trong rừng như tỏ lời yêu. Vâng, cô chủ shop sẽ bật ở phần cửa băng số 1, quý vị và các bạn cùng nghe và thưởng thức nhé. Chiếc đài này thì với vẻ đẹp hình thức còn rất là mới và đẹp luôn. Thank you.
quý vị và các bạn đã được nghe chất âm của sản phẩm rồi. Và hôm nay cô chủ shop thì lại không ngủ được sớm, nên là chiếc đài vừa về thì cũng quay để cho quý vị và các bạn biết là sản phẩm mới về. Và tiếp theo đến sản phẩm thứ hai. Vâng, thông báo lại cho quý vị và các bạn, chiếc đài này là giá 15.500.000 đồng, bao ship toàn quốc cho quý vị và các bạn. Và chiếc đài này sử dụng điện 100V nhá. Vâng, và tiếp theo thì ngày hôm nay cô chủ shop có về một chiếc đài xanh mini nhỏ xinh, Sanier U4 nhá. Sanier U4 màu xanh. Bên cửa hàng hôm trước thì có cả màu vàng, màu đỏ. Thì hiện tại bên cửa hàng bây giờ chỉ còn một chiếc màu đỏ và một chiếc màu vàng mỡ gà thôi. Còn chiếc màu vàng đậm thì hôm nọ khách hàng cũng đã chốt rồi. Chiếc đài về trong ngày hôm nay với tình trạng là cực kỳ là mới luôn này. Cực kỳ là mới nha. Nhỏ xinh nhưng mà rất là hay luôn. Vâng, với chiếc đài này thì cũng được rất nhiều khách hàng đánh giá về sản phẩm này rất là hay rồi. Và để thông báo cho quý vị và các bạn, ngày hôm nay cửa hàng có hai chiếc đài vừa về. Chiếc đài 919 thì tuyệt đẹp rồi. Và giá trị thì cực kỳ là hời luôn, để cho quý vị và các bạn. Bác nào mà nhanh tay sở hữu ở clip này, theo dõi ở clip này, các bác sẽ sở hữu được chiếc đài đẹp bên cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh. Vâng, và cửa hàng sẽ thông báo cho quý vị và các bạn, bên cửa hàng vẫn có những chiếc quạt từ mức tiền tầm cao và mức tiền tầm trung, bên cửa hàng vẫn sẵn hàng. Điển hình như chiếc quạt ở trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy là một chiếc quạt Toshiba có sải cánh 30. Và chiếc này thì toàn thân gang sắt, lồng 1 mê, rất là đẹp. Được sử dụng 4 cánh và chiếc này thì còn nguyên thùng xốp, nhưng thùng xốp thì cô chủ xốp để bên ngoài rồi. Đấy, chiếc quạt này thì giá mọi hôm là cô chủ shop bán 6 triệu bầu bom, rất là đẹp. Thì hôm nay bán với một mức giá 5 triệu cho quý vị và các bạn nhé. 5 triệu chiếc quạt này. Đấy, có 3 phím tốc độ gió. Đấy, rất là mát luôn. Chiếc này có thùng xốp nhá, lồng 1 mê, bầu bom, Toshiba. Đấy, các bác để trên loa thì rất là đẹp. Bác nào mà yêu thích đến sản phẩm ngày hôm nay thì cô chủ shop báo giá cho quý vị và các bạn rồi. Một chiếc quạt duy nhất, chiếc quạt bàn có thùng xốp, sải cánh 30 Toshiba. Đây. Đấy. Số 1 rất là êm luôn. Có 3 số nhỉ. Ba phím tốc độ gió. Đúng rồi ạ. Vâng, vậy clip này thì cô chủ shop cũng xin kết thúc tại đây. Mọi thông tin chi tiết mua sắm, quý vị và các bạn có nhu cầu đặt hàng hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh thì ở tại Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm Thanh Nữ Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, clip này cô chủ shop xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip tiếp theo nha.